Vâng, và sau đây như Vinh đã nói lúc nãy, chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần khác biệt ở trên Galaxy 200 phiên bản này. Xin lỗi anh em xíu, ngày hôm nay tôi quay quá trời nắng luôn nên là cái mặt tôi chắc là cười cả cái clip đó. Rồi, cùng đi vào cái phần bên trong nhé. Thì trước tiên, như những cái clip mà Vinh đã review về Mercedes, đầu tiên ta thử cái nút bật cốp ở trên xe ha, giữ lâu bật cốp lên và để xem thử cái cốp này. À, có một điều Vinh chưa lưu ý với các bạn, chìa khóa trên Galaxy 200 là chìa khóa thế hệ mới, nhưng Galaxy 200 và Galaxy 200 Formatic chúng ta không có chìa khóa keyless go mà chỉ là keyless start ha, nên là giống như vậy. Rồi, ở đây chúng ta chỉ có một nút thôi, nâng hạ thôi, và để thử xem nó có chống kẹt hay không ha. Ta để cái tay ở đây, chống kẹt hoạt động cũng khá là ok. Đó là tính năng chống kẹt của cái cốp này, ta bấm và nó đóng xuống. Bây giờ không đợi các bạn chờ lâu, mình sẽ đi vào cái phần review cái khu vực đây. Xin mời cameraman vào đây giùm tôi. Thì trên xe Vinh có giới thiệu với các bạn rồi, chiếc xe chúng ta có sử dụng bánh không phải là Rainflat, nên ta sẽ có một cái ngăn ở dưới đây. Rồi, mời bạn quay lại gần giúp mình. Chúng ta sẽ có bánh Sakura, và cái bánh Sakura này theo cái khuyến cáo thông số kỹ thuật Vinh sẽ để ở trên video cho mọi người xem về thông số của lớp. Đầu tiên, bánh Sakura, khoan để Vinh mở cái phần này nó cao lên đã. Rồi, các bạn móc thao tác qua đây ha. Về bánh Sakura, chúng ta có một cái trục cố định bánh, nó khá là tiện lợi, bằng nhựa, chúng ta xoay vào và cố định ngay đó. Vinh tạm thời để nó ở đây. Bánh Sakura chúng ta cũng sử dụng là một cái bánh có cái mâm rất là lớn, và mâm này Vinh cho anh em biết luôn, đó là mâm 19. Cái thành lớp nó nhỏ, và thông số Vinh sẽ để trên màn hình ở đây. Rồi, bạn quay ra đây giúp mình. Trước mắt chúng ta, bạn quay xa ra. Trước mắt chúng ta là một cái bộ bù lon. Thì cái bộ bù lon này có nghĩa là như thế nào? Chắc chắn với cái mâm này kích thước nó nhỏ hơn, cái độ rộng của cái mâm đó, nó nhỏ cái mâm zin, thì cái chân bù lon của cái mâm zin á chắc chắn nó sẽ dài, nên là nhà sản xuất đã thiết kế riêng cho chúng ta một cái bộ bù lon. Và bù lon này được sử dụng để cho cái bánh Sakura khi mà chúng ta thay cái bánh Sakura vào ha. Rồi, coi như là có cái đồ này là những anh em nào mà thích kỹ thuật, thích tháo vát, anh em nào mà thích mà kỹ thuật đấy, thích tiện lợi đi đường xa khỏi phải lo, thì chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều khi mà chúng ta sở hữu bánh Sakura trên Mercedes. Rồi, bây giờ đi qua góc này, Vinh và các bạn sẽ cùng tìm hiểu ngoài bánh Sakura ra thì ở trong đây nó có cái gì đặc biệt ha. Đầu tiên, chắc chắn rồi, có bánh Sakura phải có đội. Đây, chúng ta có một cái cố định ở đây, ta cùng gỡ ra nào. Một con đội. Rồi, bên tạm thời để con đội đây ha. Thì ngoài đội ra thì để xem chúng ta còn cái gì nữa. Nhà sản xuất trên Mercedes trang bị cho các bạn một bộ găng tay. Đây là chất liệu bằng vải thôi, nhưng cũng khá ổn, khá ok. Hôm nay do cái điều kiện quay cái video này, cái xe nó mới về, nó hơi nắng nên mọi người thông cảm cho Vinh ha. Ngoài ra là ở đây chúng ta sẽ có thêm hai cái thiết bị dụng cụ như thế này. Một con này dùng để chúng ta mở bánh, và một con này để chúng ta gá bánh. Gá bánh ở đây có nghĩa là khi các bạn gỡ 5 con ốc ở bánh ra rồi, thì một cái cây này mình sẽ vặn vào và mình cố định cái bánh ở vị trí khi chúng ta gỡ ra, và khi chúng ta lắp vào cũng như vậy, nó sẽ cố định vị trí của cái bánh, dặn vào cái chân của con bù lon nha anh em. Đây là cái thứ hai. Tiếp tục, mời bạn quay sâu vào đây. Ở trong đây chúng ta còn có một cái bộ, chúng ta sẽ có một cái khất như thế này. Mở cái nắp này ra. Bên dưới Vinh thấy nó có cái gì đặc biệt ở đây nè mọi người. Nó có một cái cục gì bằng sắt dưới đây, đẹp lắm. Vâng, tôi mới tìm được một cái bẫy chuột. Anh em có nghĩ đây là bẫy chuột không? Mình thấy nó là sắt không nè. Đây là cái đồ để anh em lúc qua bánh xe có chuột chạy ngang thì sẵn mình bẫy chuột ha. Mình đùa cho mọi người vui thôi.
Thì đây là một cái bộ mà thao tác của chúng ta khi mở ra nó sẽ như thế này. Nó sẽ là cái hình để khi các bạn ví dụ như là thủng bánh trước thì chúng ta gài bánh sau. Nó giống như cái chức năng của một cái thanh gỗ mà các bạn hay kê bánh á, thì nó là như vậy. Ở dưới đây chúng ta có cái đồ mà nó chống trượt trên mặt đường, mình để xuống mặt đường và mình kê vào bánh, cái xe nó sẽ không, nó sẽ được cố định. Nó giống như một cục gỗ kê bánh thôi. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy những cái điểm chi tiết nhỏ như thế này thì nhà sản xuất bên Mercedes quan tâm tới khách hàng như thế nào, chứ không phải là cái đây là cái đồ bắt chuột ha. Rồi, lướt qua phần này. Rồi, chúng ta có được một thanh một cây cũng là dùng để mở bánh vừa với con ốc. Chỉ là cây này có coi được xuất xứ không? Ồ, rất là đặc biệt ha mọi người. Ở trên cái cây sản xuất này của chúng ta là nhà sản xuất là Mercedes-Benz. Cây này được khắc luôn cái chữ của Mercedes, không phải là một cái cây mà chúng ta có thể mua ở ngoài ha. Khá là đặc biệt đấy. Thế, ngoài ra để xem. À, trên đây thì Vinh sẽ nói sau ha. Mình cứ tìm hiểu cái khoang về bên trong đã. Cái này thì chắc nó không xa lạ gì với những anh em nào đã từng xài Mercedes. Đây là một cái bộ keo vá, hay còn gọi là vá cho cái lớp tay fit đó. Đây là bộ một bình keo. Và cái thông số kỹ thuật sử dụng bình keo này Vinh sẽ để ở đây trên màn hình, anh em có thể xem được ha. Tiếp theo. Ồ. Nếu ai đang coi video này của Vinh mà là một người đam mê phân khối lớn thì chắc chắn cũng sẽ biết được cái này. Một cái bộ bơm điện cầu bình, dây bơm dưới đây ha. Rồi, cái này cũng khá đơn giản, Vinh sẽ để thông tin đi kế bên ông, mọi người cứ theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái gì đây? Ở trong đây theo mọi người còn cái gì không? Đây là cái thiết bị cuối cùng mà Vinh tìm được ở bên trong Galaxy 200. Và chắc chắn những cái thông số này nó sẽ có trên Galaxy 200 Formatic. Vinh sẽ làm video sau cho mọi người. Thì cái cây này á, nhìn nó giống như cây cà lê, nhưng không phải. Nó cũng là một cái dạng cà lê, nhưng mà cà lê kiểu thông minh, kiểu mà chúng ta tiện lợi nhanh chóng á. Đây nè, cho mọi người xem ha. Như vậy là mọi người cũng đã hiểu được cái tính năng của nó để làm gì rồi. Chúng ta không cần phải một thao tác một vòng mà chúng ta chỉ nảy lên lùi xuống thôi. Ok, và để xem thử bên trong đây còn gì nữa không ha. Mình lại tiếp tục thấy được một cái thanh kim loại nữa. Thì cái thanh này khá là quen thuộc với những ai đang sử dụng Mercedes. Một cái thanh để nối vào cái lỗ đằng trước cản, để khi chúng ta xe xảy ra tình trạng không thể chạy được thì chúng ta thực hiện cái thao tác kéo cứu hộ ha. Bình thường thôi, thanh này thì khá bình thường. Ok, đây là tất cả những cái gì có bên trong khoang của Galaxy 200 phiên bản dẫn động cầu sau. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi tiếp vào cái nội thất bên trong để xem thử trên chiếc xe này có những cái gì đặc biệt ha. Vì bản thân đây là một cái chiếc xe SUV nên mặc định Vinh sẽ review cho các bạn về khoang hành lý phía sau ha. Hồi nãy Vinh đã giới thiệu mở bằng khóa rồi, bây giờ chúng ta mở bằng tay cơ bản thôi. Bên trong khoang hành lý chúng ta sẽ có một cái hộp quà của Mercedes. Đơn giản đây là những cái thiết bị linh kiện hỗ trợ thôi. Ngoài ra thì trên xe Mercedes nào chúng ta cũng có những cái rổ như thế này để chúng ta đựng đồ cho nó tiện lợi. Mình sẽ giới thiệu nhanh về cái khoang lấy này. Dung tích 550 lít. Khi chúng ta hạ hết khoang ghế xuống thì khoảng 1.100 lít. Khá là rộng. Chúng ta có thêm một cái che để chúng ta cách mùi trong khoang lấy. Hoặc là chúng ta bữa nào mà anh em chở mấy cái gì mà nó nhạy cảm mà không muốn cho vợ thấy hoặc là bạn gái thấy, chúng ta sẽ kéo lại. Mình nói đùa thôi, cái tấm này là nó ngăn cách qua hành lý. Và thao tác này nó cũng khá đơn giản, chúng ta có thể gỡ nó ra được ha. À quên, trước tiên khi mà gỡ nó ra, mời camera quay lại gần giúp tôi. Thì đây chúng ta sẽ có cái, những cái nút để chúng ta bấm. Rồi anh có thể quay ra xa lại. Để chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ thấy là hàng ghế nó sẽ gập xuống. Hai bên đều có hai nút. Và khi gập xuống như thế này chúng ta có một cái khoang rộng. Thao tác của chúng ta đơn giản thôi. Chúng ta sẽ ra phía sau và mở cái thanh che khoang hành lý này ra. Vâng, như vậy thì Vinh đã giới thiệu cho các bạn xong cái việc hạ khoang hành lý của Galaxy 200. Và trên tất cả các phiên bản Galaxy mới nhất bây giờ hoặc là những lúc trước chúng ta đều có như thế này, nhưng mà không có cái tấm khoang hành lý này thôi. Rồi,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong phần nội thất và phần cuối cùng của video ngày hôm nay nha. Vâng, và vẫn là những cái câu nói cũ của Vinh thôi, cuộc vui nào cũng phải tàn. Nhưng mà rất cảm ơn mọi người đã coi tới thời gian cuối cùng này của video. Video này tôi xin lỗi mọi người là có những cái đoạn mà tôi hơi bị chập chờn xíu. Tại vì ở cái góc quay ở ngoài trời như thế này nó rất là đông người, người qua kẻ lại này nọ kia, thì mong mọi người hãy thông cảm cho tôi. Và tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái điểm này ở những video tiếp theo ha. Những cái thông tin nào mọi người chưa hiểu về Galaxy phiên bản dẫn động cầu sau này, mọi người có thể nhắn tin cho Vinh hoặc là gọi điện cho Vinh ở số điện thoại mình để trên video, hoặc là mọi người có thể bình luận những cái cảm xúc của mọi người có thích hay không thích cái xe này, hoặc là mọi người muốn Vinh làm những cái xe nào trong thời gian tương lai, mọi người hãy để là bình luận bên dưới, Vinh sẽ recommend của mọi người mỗi ngày. Và chiếc xe này có giá niêm yết tại thị trường Việt Nam vào năm 2020 là 1.749.000.000 cho giá niêm yết. Mọi thông tin về thông số kỹ thuật lái thử xe, mọi người có thể alo cho Vinh hoặc là vay vốn qua ngân hàng như thế nào, Vinh sẽ hỗ trợ mọi người. Rất vui được gặp mọi người trong video đánh giá Galaxy 200 phiên bản dẫn động cầu sau. Chào tạm biệt, chúc sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Có lẽ con cái đường mặt của cô Giang vậy? Cảm nhận gì khi cô Giang đi ngang qua anh Vinh không? Đẹp.